Ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi tiếp mọi người một lô mồi lô nha mọi người. Mồi lô với vài con vít vít nhỏ nha mọi người. Rồi, để sắp vô cụ thể từng món hàng cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi còn clip sắp lên đó, thì anh em mới gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, gửi mọi người mã số 1. Thì mã số 1 đây cho mọi người một con cá sắt. Đây hàng chưa qua sử dụng nha. Đây một con cá sắt của Daiso nha mọi người. Daiso. Thì con này nặng là 7 gram nha mọi người. Đó. Chuyến này shop chỉ về được một con này thôi. Đó. Đây, thông tin đầy đủ nhé. Hàng này hàng kia Nhật về nha mọi người. Đó. Cá sắt có lưỡi đàng hoàng luôn. Đó. Con này 7 gram. Thì loại này thì mình về được 7 gram nè, 10 gram, 14, 20 và 26 gram nha mọi người. Đây. Mã số 2 sẽ là 10 gram. Đó. Cho anh em câu chẽm nè, câu đầm nè. Đó. Con này chìm và nó sẽ đi lắp nha mọi người, chìm và sẽ đi lắp. Hàng mới 100% nhé. Giá công khai là 40k một con nha mọi người. Đó, một con cá sắt 40k. Đây, đây, con 14 gram nè, đó. 14 gram này thì chiên cho anh em câu gần này, đó. Rồi. Giá vẫn vậy nè, giá 40k. 20 gram, đó. Hàng mới 100% nha mọi người. Chưa qua sử dụng, hàng Daiso. Rồi giá vẫn vậy người, 40k, mã số 4. 20g, mã số 5, 26g. Rồi 40k luôn. Đó, chiên về cho anh em câu gần. Đó. Đây, cá sắt nhá, hàng Daiso. Rất là xịn sò. Rồi mã số 5, 40k. Tiếp theo mã số 6 và số 7. Số 6 và số 7 là lưỡi dít nha người. À, con dít nè mọi người. Đó. Thì đây là một con dít của Abu. Thì chuyến này về được một hộp mấy con người, nhiều lắm. Đây. Đó. Thì mã số 6 sẽ là hai màu này và mã số 7 sẽ là màu này. Thì cái này thì về được có một loại thôi nha mọi người, 2g hết nhá. 2g mà khác màu. Đây, bản quang nó cực tốt nhá. Mấy dít Nhật này thì xịn sò rồi, khỏi bàn. Đó, đây. Đó. Đây. Hàng lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đây. Phản quang rất ok, rất là đẹp nha mọi người. Rồi giá một con này giá sẽ là 40k nha mọi người. Đó. Mã số 6 40k, mã số 7 40k. Tiếp theo mã số 8, số 9, số 10. Thì 8, 9, 10 là mình lên cho mọi người vẫn là một vài con nhít nha mọi người. Đó. Thì đây là con dít của Daiso nha mọi người. Đây, dít của Daiso. Thì mình về được ba con ba màu khác nhau. Đó. Và cân nặng thì như nhau nha mọi người, đều là 5g nhé. Đó. Cho anh em câu lóc dịch vụ nè, đó cho anh em câu đầm, đó, câu chẽm, câu cá măng, câu hanh, câu cháp. Đây. Bản quang rất là đẹp mọi người. Đó, còn màu xanh này, bản quang có màu quang rồng cũng vậy và màu trắng cũng vậy, bản quang trắng bạc. Bản quang rất là đẹp. Đây, đó. Giúp. Hàng này hàng chưa qua sử dụng luôn đây. Đó, hàng chưa qua sử dụng. Đó, mã số 8, số 9 và số 10. Thì giá công khai một con này thì mình bán với giá là 40k nha mọi người. Đó, 40k một con này. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, hàng Daiso. Bản quang rất là ok, rất là đẹp. Chích màu trắng. Ở bài. Rồi, giá quan vậy, giá 40k một con. Chưa bao gồm phí ship nhé. Mã số 8, 9, 10. Tiếp theo qua đây. Qua đây là mấy con mồi hàng xịn sò. Hàng của Shimano cho mọi người. Thì đây, mã số 11 và 12. Mã 11, 12 sẽ. Mã 11 sẽ là một con Shimano. Đó, Shimano là Edsen. Đây. Đó, hàng chuẩn từ Nhật về. Đó, được sản xuất tại Malaysia nè. Đó. Con này có lắp boss nha người. Đây, cái thanh thốt cá nè. Đó. Phản quang thốt cá. Rất là đẹp nhé. Thì con này nó dài là 99mm, nặng là 14g. Và con này nó sẽ nổi. Phạm vi hoạt động của nó
nó lặn từ 10 đến 30 cm nha mọi người. Đó, con này nó đi lửng nhá, nở và đi lửng. Mấy con này thì 100% là hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Đây. Hàng rất là đẹp. Đó. Đây. Cái thanh thúc cá nè, cái lắp bóp của nó. Đây. Bản quang của nó thì khỏi bàn nha mọi người, rất là đẹp. Đó. Con này anh em về lô chẽm là ngon lành, lô chẽm lô măng, đó, lô mấy con cá nhông. Rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai một con này giá là 260 người, 260k một con. Mã số 11 260k. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 vẫn là một con Shimano Colorbot, hàng của Shimano Accent. Theo vẫn là con mồi của Shimano Accent. Thì con này nó sẽ dài là 99mm, nặng là 16g. Thì con này nó có lách bót luôn nha mọi người. Đây. Thanh phản quang. Và con này nó sẽ chìm nhá, chìm chậm. Đó, con này chìm chậm. Thì con này nó lặn từ 80 đến 140 cm nha mọi người. Nó lặn từ 80 cm đến 1m4 mét nước. Đó. Con này nó sẽ đi tầng đáy. Đây. Hàng thì vẫn là hàng chưa qua sử dụng. Đảm bảo với người luôn, hàng rất là đẹp. Phản quang của nó thì ok rồi, ok là đó, rất là xịn sò. Con này anh em về đánh chẽm mà, đánh nhồng, đánh măng, thả ra, ngon lành nhé. Rồi, giá một con mình bán con vậy, giá một con sẽ là 260k nha mọi người, 260k một con. Đó, mã số 12. Tiếp theo mã số 13, 13, 14, 15, 16, 17. Thì những con này nó sẽ chung mã nhau, chung cái cân nặng và action như gam luôn, như độ dài luôn nha mọi người. Đây, đều có lách bót nha mọi người. Đó. Phản quang nó rất là đẹp, bên này phản quang rất ok luôn. Đó. Shimano Accent. Thì mã này thì mình về được xem như là ba màu. Đó, ba màu. Đây, màu tím nó cũng rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Đó. Thì con này nó sẽ dài là 129mm nè. Đó. Nặng là 26g. Thì loại này chuyên về cho anh em câu gần. Đó. Đó, câu gần, câu kè. Thì con này nó sẽ chìm. Đó, con này chìm nha mọi người. Đó, chìm và đi đáy. Đây. Đặt bot của nó đây. Đó. Cái góc của nó đi sẽ là góc 10 độ nhé. Đó. Thông số rõ ràng những người xem luôn. Đây, rất là đẹp nhá. Con này nên câu mấy con hồng là ngon lành, đó, câu hồng, câu măng. Câu mấy con nhồng là ngon lành luôn. Đó, con lách bót nó phản quang rất là tốt. Rồi, mã số 13, 14, 15, 16, 17, giá mỗi con sẽ là 260k nha người, 260k một con. Tiếp theo lên đây. Lên đây vẫn là một vài mã của hãng lắc, hãng Shimano nè. Đó, cái này về được loại này nhiều. Đó. Đây. Loại này nó sẽ dài là loại này dài là 140mm nha người. Đó, dài 140mm, nặng là 25g nhé. Con này thì nặng hơn và action con này sẽ đi nổi nhé. Đây, con này đi nổi ép. Thì con này nó lặn á từ 40 đến 70 cm nha mọi người, từ 40 đến 70 cm. Đó. À, có lách bót luôn nha mọi người, phản quang rất là đẹp. À, con đầu đỏ đấy nè, phản quang rất ok ha. Đó. Đây cũng vậy, hai con này cũng khoảng cái con này hàng tiễn thôi. Hàng rất là xịn sò. Nên phản quang của nó thì anh em yên tâm, rất là đẹp. Cộng thêm cái lách bót nữa thì rất là thốt cá nha mọi người. Đó. Thì giá công khai mã số 18, 19, 20 và 21 giá là 260 một con nha mọi người. À, 260 một con. Đó, con này sẽ nổi. Đó, nổi và đi lửng. Tiếp theo mã số 22, 23, 24. 22, 23, 24 sẽ là
Snow Ascent đó. Con này nó sẽ nặng là 129, nặng là 100, nặng là 24 gram, nặng 24 gram và dài sẽ là 129 mm nha người, dài 129 mm. Đó, cái này thì mình về được 3 màu. Đây. 7 màu nè, với màu xanh vàng, rất là đẹp. Cảnh quan rất ok. Đó, cộng thêm cái LED mode nữa. Hàng này hàng mới 100% nha người, chưa qua sử dụng. Đây. Xịn sò. Thì con này nó sẽ nổi và phạm vi hoạt động của nó là từ 40 đến từ 40 đến 70 cm nha người. Nó lặn từ 40 đến 70 cm nhé. Đó. Mã 22, 23, 24, giá mẫu con sẽ là 260 luôn nha mọi người, 260. Chuyên về loại này chuyên về cho anh em câu gờ. Đó. Tiếp theo, đây hai con cuối cùng. Thì đây hai con này nó sẽ là hai con nặng nhất lô này mình về. Đó, nó sẽ nặng là 28 g nhé. Dài sẽ là 40 cm, nặng 28 g, dài 40 cm. Đó. Đều có cái lắp bót nè, cái phản quang nè mọi người. Đó, cái thu hút cá. Đây. Về được màu vàng và màu xanh biển nè. Đó. Phản quang của mấy cái này thì xịn sò rồi. Đó. Khỏi cần phải nói. Đó. Đó. Quá trời ok luôn. Thì hai con này nó sẽ chìm nha người, hai con này chìm và đi đáy. Đó. Rồi, giá công khai mỗi con sẽ là 260 một con nha người, 260 một con. Mã số 25 26. Rồi, tiếp theo qua đây. Qua đây qua mấy con mồi lua cho anh em về đua đầm. Lua chẽm nè. Đó. Lua hoàng đế. Tiếp theo lên cho mọi người là mã số 27 nha mọi người. Đây. Mã số 27. 27 lên cho mọi người là một con bóp nha. Đó, con này một con bóp. Đây. Phản quang rất ok nha. Đó. Rất là đẹp. Con này thì mình không biết tên nữa đây, nhưng mà đảm bảo giống mọi người là 100% hàng từ thị trường nội địa Nhật về. Đó. Đây, mấy con nội địa nó làm rất xịn sò nha, phản quang rất ok. Mã này mã số 27. Thì con này nó sẽ dài là 55 mm, nặng là 7 g. Con này là một con bóp. Rồi, giá công khai mã số 27, giá sẽ là 70k nha mọi người, 70k mã số 27 nhé. Tiếp theo mã số 28. 28 quẳng lên cho người là một con bóp. Thì đây là một con bóp của hãng Lucky Cat nha mọi người. Đây. Lucky Cat Network member nè mọi người. Đó. Đây là một con bóp nội địa và con này còn rất là mới luôn. Đó. Đây, đó, đây. Mới và xịn sò nha mọi người. Đó. Rất là mới, có lử và đu rong nè. Thì con này nó sẽ nặng là 8.5 g và dài sẽ dài sẽ là 65 mm người. Đó, nặng 8.5 g, dài là 65 mm. Rồi. Con này chiên về cho anh em câu bóp, câu đầm, đó, câu chẽm nè, đó. Rất là đẹp nhá. Hàng siêu lứt. Rồi, giá công khai con 28 giá là 100k người. Đó, 100k cộng ship 28. Tiếp theo con 29. 29 lên cho mọi người là một con bóp hàng nội địa Nhật. Thì con này của Evergrande nha mọi người. Đó, Combat Bobber nè, đó. Một căn hãng nội địa Nhật. Thì con này thì tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Xây sát thì rất ít thôi. Đó. Đuôi nè, cái lông đuôi nè, đó. Về là anh em chỉ việc câu thôi. Đó. Thì con này nó sẽ nặng sẽ là 9 g này, nặng là 9 g, dài sẽ là 8.5 g. À, dài sẽ là 65 mm nha mọi người, nặng 9 g, dài sẽ là 65 mm. Rồi, giá công khai con mã số 29. Giá sẽ là 85k người, 85k mã số 29. Tiếp theo mã số 30. Mã số 30 sẽ lên cho người một con Cutiwatt người, Cutiwatt HB. Đó. Con này nhiều anh em săn lắm nè. Đó. Con này thì chuyên về cho anh em câu hoàng đế nè. Đó, hoàng đế câu chẽm, đó, câu đầm. Rất là đẹp. Đây, hàng này dạng siêu lướt đây. Đó. Có bao lử cho anh em luôn nè. Đó. Nói chưa qua sử dụng thì hơi quá, nhưng mà con này rất là mới nhé. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 65 mm người, dài 65 mm, nặng sẽ là 6 g. Và con này nổi
đi lửng nha đây, con này nổi và đi lửng đó. Rồi giá công khai con này thì nó sẽ là 120k người, 120k cộng ship, mã số 30. Tiếp theo mã 31 gửi cho mọi người là một con mồi của Shimano nha mọi người. Đó, một con Shimano đó, đây nó đây, ngoại hình cũng còn rất là đẹp nhé. Thì con Shimano này nó sẽ dài là 70mm người, dài 70mm, nặng sẽ là 5g đó, dài 70mm, nặng sẽ là 5g. Và con này nó sẽ nổi đi lửng nhé, tầm khoảng 0.5m nước đổ lại, nổi và đi lửng tầm khoảng 0.5m nước đổ lại nhé. Đó, ngoại hình thì còn tương đối đẹp nữa người, đẹp và sạch nhé. Đó, một con Shimano. Con này về cho anh em con bàn đế nè, con chẽm nè, đó, góc ok nhé. Rồi giá công khai mã số 31, giá sẽ là 100k người, 100k cộng ship mã 31. Tiếp theo bản 32, bản 32 lên cho người một con của hãng Maria nha mọi người, một con Maria Lightinger nè mọi người. Đó, đây con này rất là đẹp nhé, đây phản quang nó còn rất ok và xuất sắc mọi người. Đó, đây rất chi là đẹp. Đó, đừng nó đây, đó, mấy con này rất là đẹp nha mọi người. Đó, mấy con màu nhật thì họ làm cực kỳ xuất sắc đây. Thì con Maria này á, sẽ dài là 70cm nha mọi người, lộn, dài là 70mm nha mọi người, dài 70mm, nặng sẽ là 8.5g. Và con này nó sẽ chìm nhá, con này đi chìm, đó, con này nó chìm nha mọi người, đó, chìm thì nó sẽ lắc. Đó, con này dạng nó chìm mà chìm chậm thôi nha anh em, đó, chứ không phải là chìm một mức xuống luôn, nó chìm chậm từ từ cho anh em lua tạo action. Đó, mồi rất là đẹp. Rồi giá công khai con mã số 32, giá sẽ là 90k người, 90k cộng ship mã 32. Tiếp theo mã 33, 33 lên cho người là một con mồi của hãng Lucky Cast. Đó, một con mồi rất là đẹp luôn, đó, hoàng đồng. Đó, anh em thích màu này nè, màu này phản quang tốt, đó, dễ thốt cá. Đây hoàng đồng, đó, hãng Lucky Cat, đây tên của nó đây. Đó, thì con 33 này á, nó sẽ dài sẽ là 80mm ngay, dài 80mm, nặng sẽ là 8.5g, nặng sẽ là 8.6g ngay, nặng sẽ là 8.6g, dài 80mm. Và con này nổi và nó sẽ đi lửng nhá, con này nổi và đi lửng. Đó, thì con này nó lặn mát á, ra tầm khoảng 1m8 nha người, 1m8. Đây mồi rất là đẹp. Đó, cho anh em đánh mấy cái đầm nào nước sâu nè, đó, rất ok nhá, ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp đẽ, màu vàng đồng, phản quang tốt, thuốc cá nhiều. Rồi giá công khai mã số 33, giá là 100k người, 100k cộng ship mã 33. Tiếp theo mã 34, thì 34 lên cho người vẫn là một con mồi của hãng Lucky Cat nè. Đó, thì con này nó sẽ dài là 80 mm người, dài 80mm, nặng sẽ là 8.6g. và con này nó sẽ phản quang dạng hoàng chanh người, rất là đẹp. Con này thì còn rất là mới luôn. Đó, phản quang của nó cũng còn rất ok người, xuất sắc nhá. Con này nó sẽ nổi và đi lửng nhá, con này nổi đi lửng thì con này nặng cũng là 1m8 nước rồi. Đó, lặn mát của nó sẽ là 1m8 nước. Đó, đây mồi rất là đẹp, đúng là mấy con mồi của Nhật rất là xịn sò nha anh em. Đó, rồi giá công khai con mã số 34, giá sẽ là 100k luôn nha người, 34 100k. Tiếp theo mã số 35, 35 lên cho người là một con hàng của hãng Daiwa nha người. Đó, lượng nó bén, nó móc dính vô cái thảm này. Rồi, 35 lên cho người một con hàng của Daiwa. Đó, con này màu bạc nha mọi người, màu bạc, phản quang nó rất ok nhá, xuất sắc. Đây con Daiwa TD Pino nè mọi người. Đó, đó đây, đó, phản quang rất là ok nhá. Dạ, thì con này nó dài sẽ là 105mm người, dài 105mm, nặng sẽ là
13.5 gram đó, nặng sẽ là 13.5 gram. Rồi con này nổi và thì này thì dài, nó sẽ đi đi lửng nhé ngay, đi lửng. Và con này nó lặn mát được sẽ là 2m5 ngay, lặn mát được 2m5 đó. Màu rất là đẹp, tổng thể của hình ok. Rồi giá công khai, một giá công khai con đai hoa này, giá công khai sẽ là 120k người, 110k, 110k nha người. À, con đai hoa này mã số quá, da lưỡi bén quá, mã số 35 nhé. Tiếp theo mã số 36, 36 là người một con hàng của hãng Smith, đây tên của nó đây mọi người. Đó. Thì con Smith này nó sẽ dài là 75mm, nặng sẽ là 76g, và con này nó sẽ chìm. Đó, con này chìm và lắc nha ơi, chìm và đi rất là lắc luôn. Đó, phản quang của nó cũng còn rất là đẹp đây. Đó, cực kỳ xuất sắc nha. Rồi giá công khai mã số 36, giá là 100k ngay, 100k cộng ship mã 36. Tiếp theo lên đây, lên đây là mặt ngoài, còn trên đây mấy con này dạng nhỏ thôi. Đó, để dẹp cái này ship ba bên. Tiếp theo sẽ là bả 37. 37 lên cho mọi người một con mã của hãng Tắc Cầu Hâu nha mọi người. Đó, một con Tắc Cầu Hâu. Một hàng nội địa Nhật nhé. À, hoàng đồng, nó pha một tí đen. Đó. Nên làm con mồi rất là phản quang luôn. À, rất là đẹp. Đó. Đây, đi nước nó sẽ lắc thế này thì rất là thu hút nha mọi người. Đó. Thì con Tắc Cầu Hâu này nó sẽ dài là 80cm, dài 80mm người. Đó, dài 80mm. Nặng sẽ là, nặng sẽ là đâu rồi ta, dài 80mm, nặng sẽ là 5g thôi nha mọi người. Đó, con này nhẹ ta, con này nặng chỉ có 5g thôi nhé. Đó, con này nó có tiếng và bị tống nha mọi người. Đó, có tiếng và bị tống. Rồi giá công khai mã số 37, giá là 100k người, 100k cộng ship. Con này nổi nha mọi người, con này nổi và phạm vi hoạt động của nó ra tầm khoảng 0.5m nước đổ lại. Tiếp theo mã số 38, mã 38 lên cho người một con mồi của hãng nội địa Nhật, một con Ares. Đây, tên của nó đây anh em. FB80SB. Đây, một con Ares. Con này phản quang cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Rất là đẹp. Thì con này nó dài sẽ là 80mm người, dài 80mm, nặng sẽ là 6.6g. Con này nổi và đi lửng nhé, con này nổi và đi lửng. Đó, rất là đẹp, phản quang rất cực kỳ ok nhé. Rồi giá công khai mã số 38 con Ares này, giá là 100k người, 100k cộng ship. Tiếp theo mã số 39, 39 lên cho người một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây, hàng Lucky Cat người. Đó, SB. Thì con Lucky Cat này là một con hàng Lucky Cat nội địa em ngay. Đó, ngoại hình còn rất là đẹp. Đó, có tiếng bi và có ti và bi tống đó người. Đó, có tiếng và bi tống nhé. Rồi, con này nó sẽ dài 90mm người, dài 90mm, nặng sẽ là 12g. Và con này nổi và đi lửng nhé. Đó, thì con này nó lặn được 3m nước nha người, lặn được 3m nhé. Đây, ngoại hình rất là đẹp. Rồi giá công khai mã số 39, giá sẽ là 90k người, 90k mã 39. Tiếp theo mã 40, thì bả 40 cũng vậy. Đó, giống mã 39 thôi. Nặng 90, nặng là 13g, dài là 90mm, lặn 3m. Thì con này khác màu, con này màu đỏ đúng rồi. Đó. Đó, màu đỏ và có lưỡi. Đây, hàng của hãng Lucky Cat, Lucky Cat. Rồi giá công khai cũng vậy người, giá công khai rồi, con này sẽ là 90k người, mã số 40. Tiếp theo mã số 41, 41 lên cho mọi người một con hàng của Tinicon. Đó, đây một con Tinicon.
tia cô gì mọi người, nó con này là con tia cô gì đó. Đó đây, con này thì có bị cá táp nè, nó dấu hiệu của cá táp đây. Phản quang này cũng rất là đẹp nha người, à, mã 341 rất chi là đẹp nhé. Con này thì bị cá táp rồi, có dấu găng đó. Thì con này nó dài là 90 mm người, dài 90 mm, nặng sẽ là 7.5 gram. Con này nổi và đi lửng, con này nó lặn tầm khoảng 0.5 mét nước đổ lại nhé. Rồi giá công khai mã số 41, giá là 85k người, 85k 41. Tiếp theo 42 lên cho người một con Evergreen đó. Đây, một con Evergreen thì con Evergreen này thì nó sẽ dài sẽ là 80 mm người, dài 80 mm, nặng sẽ là con này nặng sẽ là 10.5 gram người, con này tương đối nặng, nặng sẽ là 10.5 gram. Và con này nó sẽ nổi và đi lửng, con này lặn mát được 1.5 mét nước người đó, con này lặn mát được 1.5 mét nước, rất ok nhé. Ngoại hình tương đối có xe sát một tí. Mã số 42 giá sẽ là 75k người, 75k 42. Tiếp theo 43 nè, 43 lên cho người một con hàng của hãng Lucky Cat. Đó, Lucky Cat. Con này về cho anh em dạng lô suối, lô chẽm, lô cá hanh, cá cháp đây. Nó đây. Đó. Đây, tên của nó đây mọi người. Đó. Hàng còn rất là đẹp, con này rất là đẹp luôn. Thì con này là một con mã số 43. 43 là một con Lucky Cat. Dài sẽ là 58 mm. Nặng sẽ là 5 gram người, dài sẽ là 58 mm, nặng sẽ là 5 gram. Đó, con này nó sẽ nổi và đi lửng, thì phạm vi hoạt động của nó tức là tầm khoảng 0.5 mét nước đổ lại nhé. Đó, đây thì ở đây đó, nó lặn tầm khoảng 0.5 mét nước thôi. Con này có tính và bi tổng nhé người. Đó, rồi giá công khai mã số 43, giá sẽ là 100k người, 100k mã 43. Tiếp theo mã 44 lên cho người vẫn là một con hạ, con hàng của hãng Lucky Cat. Đó, thì đây một con hàng Lucky Cat màu vàng đồng, hàng nội địa đây, rất là đẹp nha. Đó, thì con này nó sẽ dài sẽ là 50 mm người, dài 50 mm, nặng sẽ là 3.5 gram. đó, con này nặng 3.5 gram thì anh em có thể cầm đi anh em lưu suối, lưu vàng đế nè, nó câu cá hanh, cá cháp rất ok nhé. Con này đi nổi và nó, con này nổi và sẽ đi lửng nha mọi người. Phạm vi hoạt động của nó ra tầm khoảng 0.5 mét nước đổ lại. Rồi giá công khai mã số 44, giá sẽ là 105k, 105k mã 44. Tiếp theo mã 45, thì 45 lên cho người vẫn là một con mà hàng của hãng Lucky Cat nè. Đó, con này màu thế này đó, màu cũng rất là đẹp nhé. Đây, màu cũng rất là đẹp nha người. Đó, đây, hàng rất là đẹp. Thì con này nó sẽ dài là 58 mm, nặng sẽ là 4.5 gram. đó, thì con này nó lặn mát ra tầm khoảng 0.5 mét nước đổ lại. Rồi giá công khai mã số 45, giá sẽ là 100k người, 100k mã 45. Tiếp theo mã cuối cùng, mã 46. Mã 46 lên cho người là một con hàng của hãng Maria nha mọi người, một con Maria. Đây, Mithy Maria. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 50 mm người, dài 50 mm, nặng sẽ là 3.5 gram. Đó, nặng sẽ là 3.5 gram. Và con này nó sẽ chìm chậm nha mọi người. Đó, chìm và chìm chậm cho anh em tạo phát sinh. Đó, chiên về cho anh em câu hanh, câu cháp, nước suối nè, câu bằng đế. Đó, con này có tiếng và bi tổng nha mọi người, tiếng và bi tổng. Đó, rồi giá công khai mã số 46, giá sẽ là 90k người, 90k con mã cuối cùng 46. Ngoại hình cũng còn tương đối đẹp nhé. Rồi đó, tổng cộng 46 con ngồi lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng con nào có thể chốt, để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.
hoặc mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại sắp để trong góc này màn hình nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.